Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cửa sổ du học của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay thì việc đi du học là ước mơ của rất nhiều bạn và bạn nào cũng nói rằng là tôi rất muốn đi du học vào một ngày nào đó. Thế nhưng một câu hỏi mà cần thiết hơn và tôi nghĩ các bạn cần phải đặt ra hơn đó là liệu bạn đã sẵn sàng để đi du học? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề này cùng với các vị khách mời. Đầu tiên hãy cùng làm quen với các vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Stephen Moore là một công dân của Canada nhưng lại là cựu du học sinh tại Úc. Và hiện giờ ông đang là giảng viên Đại học Macquarie tại Úc và đang có một chuyến công tác một tháng tới Việt Nam về chủ đề là nghiên cứu ngôn ngữ học. Và xin được giới thiệu bà Lù Thị Hồng Nhâm là giám đốc công ty tư vấn du học Đức Anh, cũng là một cựu du học sinh tại Úc. Và cuối cùng xin được giới thiệu anh Phạm Đức Kiên là cựu du học sinh tại Mỹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta trò chuyện một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng rất là thú vị mà không phải là ai cũng thường đặt ra câu hỏi này. Đó là liệu các bạn du học sinh đã sẵn sàng để đi du học hay chưa? Thế còn ở đây tôi thấy là có anh Kiên là một người là trẻ nhất và chắc hẳn là mới đi du học. Thì anh có thể nhận thấy rằng là từ khi nào thì anh nhận ra rằng là mình sẵn sàng để đi du học? Trong gia đình, bố mẹ cũng có truyền thống học ngoại ngữ. Vì vậy là gia đình cũng có chuẩn bị cho Kiên. Thế thì cả cái quá trình Kiên học phổ thông, khi mà bố mẹ Kiên nhận ra là thằng nhóc nhà mình là có một tí khiếu tiếng Anh, có thể học được tiếng Anh, thì bố mẹ Kiên mới suy nghĩ về chuyện là có thể là giúp nó bằng mọi cách để cho nó đi du học. Như vậy thì với những cái sự chuẩn bị mà anh đã có sẵn sàng ngay từ ở nhà, thì khi mà anh đặt chân tới Mỹ và tới cái trường của mình thì anh nhận thấy rằng là cái sự chuẩn bị của mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái đòi hỏi ở một tân sinh viên? Kiên nghĩ là mình đã chuẩn bị làm được tất cả những cái thứ tốt nhất trong cái khả năng Kiên có thể. Đấy, Kiên cũng có xem là mình nên học trường nào, mình nên học ngành gì, nên học ở nước nào và xem trường đó thì có phải là trường có nhiều du học sinh quốc tế không, đấy, thành phố đó thì có nhiều người nước ngoài không, có đa sắc tộc không, thành phố Kiên đi học chẳng hạn thì có phải là nơi mà thường xảy ra cái chuyện kỳ thị không, thế rồi có nhiều nhà hàng Việt Nam không, có món ăn Việt không, có những cái môn thể thao mình thích không. Tất cả những cái đó Kiên đều cố gắng tìm hiểu. Đấy, thế thì Kiên nghĩ là thực ra mà để hiểu hết được một cái thành phố ở nước ngoài mà chuẩn bị được mình 100% thì điều này là không thể. Và để chuẩn bị được 85-90% đã là rất tốt rồi. Kiên thì Kiên nghĩ là những cái Kiên chuẩn bị thì nó chỉ đáp ứng được khoảng 60% thôi. Thế là những cái mà Kiên lúc trước không thể chuẩn bị ở nhà được. Đó là sang đến nơi là tính toán về chuyện ở, chuyện đi lại, những cái kỹ năng mềm mình cần có, cái cách duy trì liên lạc và đồng thời là cũng hiểu biết về cái hiểu biết về văn hóa địa phương của Kiên. Kiên không chuẩn bị hết được. Trong những năm trở lại đây, nhiều bậc phụ huynh đang có xu hướng đầu tư cho con em mình du học sớm, có thể là ngay từ bậc trung học cơ sở hay trung học phổ thông. Điều này đã mang lại những hiệu quả tích cực, bởi trước hết ở độ tuổi này, hầu hết các em đều ưa khám phá, tìm hiểu. Khi được sống trong môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng ngoại ngữ, các em sẽ tiếp thu nhanh và dễ dàng làm quen với việc học và suy nghĩ bằng một ngôn ngữ mới. Tương tự như vậy, với tư duy cởi mở, các em cũng ít gặp trở ngại với những thay đổi về văn hóa, môi trường sống. Quan trọng hơn, những năm học phổ thông tại nước ngoài có thể coi là hành trang quan trọng trước khi vào đại học. Nhiều du học sinh cho biết, việc học tại nước ngoài trong những năm cấp 3 hay thậm chí chỉ là một năm cuối cấp đã giúp các em hiểu nhiều điều về thành phố và đất nước mình đang gắn bó, đặc biệt là nắm được những thông tin đa dạng về các trường đại học, những ngành học thế mạnh, yêu cầu đầu vào. Việc theo học chương trình đại học cũng trở nên hiệu quả hơn khi các em đã có thời gian quen với phương pháp học tập và nếp sinh hoạt tại nơi này, tránh được tình trạng lãng phí những năm đầu đại học do vốn ngoại ngữ chưa tốt hay những xáo trộn về nơi ăn ở, đi lại. Tuy nhiên, đi du học sớm cũng đồng nghĩa với việc thời gian học tập của các bạn tại nước ngoài lâu hơn, chi phí tốn kém hơn, tạo gánh nặng cho gia đình. Một vấn đề khác cũng được đặt ra khi nhiều sinh viên tốt nghiệp trở về Việt Nam lại gặp khó khăn khi làm quen với văn hóa doanh nghiệp trong nước hay thậm chí cả những tác phong trong đời sống hàng ngày, bởi du học từ quá sớm khiến các em không còn điều kiện để tiếp thu nhiều về văn hóa, phong tục truyền thống của quê hương.
Chính vì vậy, xu hướng quan niệm về đi du học sớm cũng cần được xem xét. Nó mang lại nhiều cơ hội và cả những thách thức đối với các bạn trẻ. Tốt hơn hết, các gia đình nên đánh giá chi tiết trên nhiều phương diện đối với các em và khả năng chi trả kinh phí của bố mẹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Làm sao để khoản đầu tư cho việc học tập của con em mình mang lại hiệu quả cao? À, vâng, có một cái lợi thế của ông Steven so với anh kia ở đây là ông đi du học ở cái nước mà sử dụng cái thứ tiếng như mình là tiếng Anh. Vậy thì khi mà đi sang một nước là đất nước Úc thì ông có sự chuẩn bị gì không? Và khi ở một cái nước mà có cái sự gần gũi nhất định như vậy thì ông có gặp cái khó khăn nào hay không? Hay là mọi chuyện đều diễn ra rất là dễ dàng? Cảm ơn bạn. Đây là một câu hỏi hay. Tiếng Anh giúp khoảng thời gian du học của tôi trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tiếng Anh tại Úc cũng như văn hóa nơi đây có nhiều điểm khác biệt so với nơi tôi sinh ra. Bản thân tôi cũng từng gặp những chuyện xuất phát từ sự khác biệt văn hóa. Năm 1995, tôi sang Việt Nam và làm việc tại Hà Nội. Tôi sống ở một khách sạn nhỏ. Khi đó, tôi chỉ cần bước ra ngoài cửa là có thể thấy những hàng bán rong đi qua, người bán chuối, người bán bánh mì. Và tóm lại, tôi có thể mua mọi thứ mình cần. Khi tôi đến Úc để theo học chương trình thạc sĩ, mọi thứ khác hẳn, không ai bán gì quanh nơi tôi ở. Mọi người phải đến siêu thị mua mọi thứ và chở nó về nhà. Đó cũng là một sự khác biệt về văn hóa. Tôi đã từng khá buồn với sự thay đổi lớn đó. Thế còn đối với chị Nhâm, vừa là một cựu du học sinh, vừa là một người làm việc trong cái lĩnh vực tư vấn du học thì chắc hẳn là chị đã rất quen thuộc với cái việc mà các bạn du học sinh phải chuẩn bị cho cái việc cho cái hành trang du học của mình. Và thường với cái kinh nghiệm của mình thì chị thường hay đưa ra cho các bạn du học sinh cái sự chuẩn bị như thế nào? Thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai là văn hóa, thứ ba nữa là tất cả những cái giả định ở trong đầu mình khi đến một nước khác ấy là nó sẽ rất là khác nhau. Cái giả định của tôi trước khi mà tôi đi sang Úc thì tôi nghĩ là mọi thứ nó rất là thuận lợi thế nọ thế kia. Nhưng mà cái việc đầu tiên, mistake đầu tiên của tôi là vì đấy là cái chuyến bay đầu tiên của tôi, cho nên khi tôi đứng lên là tôi cứ thế đứng lên và cái hộ chiếu của tôi ở lại ở trên ghế. Và rất là may là có một người khách đi cùng thì người ta đưa lại cho tôi cái đấy. Thứ hai nữa là gì? Ở Việt Nam á, thì tôi cũng biết rằng là nước Úc rất là hiện đại. Nhưng mà người ta chiếu quá nhiều thứ hiện đại. Người ta không chiếu đến cái cầu thang trượt mà hiện nay là ví dụ Vincom cái thứ là có. Lúc bấy giờ ở nước ngoài là nó đã có từ rất lâu nhưng Việt Nam chưa hề có. Và tôi lần đầu tiên tôi lên cái đấy là tôi suýt ngã. Và cũng may là có người đằng sau, có thể là người ta quá quen rồi. Và cũng may lúc bấy giờ là tôi còn bé nhỏ, cho nên là không đến mức là ngã mà người ta không đỡ được. Thì những cái đấy nó là những cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với các học sinh. Thì cái quan trọng nhất mà chúng tôi hướng dẫn học sinh ấy thì là cách giải quyết vấn đề, thay vì là đi vào những cái rất là chi tiết. Còn một yếu tố nữa cũng không quan kém phần quan trọng, đó là chuẩn bị về mặt tài chính. Đó là công việc thường của các bậc phụ huynh. Thế thì nhiều bậc phụ huynh nghĩ, có một suy nghĩ như thế này là tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho con mình trong cái năm đầu tiên để các bạn sẵn sàng về mặt tài chính. Thế còn tôi thấy rất nhiều người bạn bè của tôi cho con đi học và đến năm thứ hai thì nó đã tự đi làm thêm và nó có thể kiếm được tiền để tự trang trải cho mình rồi. Vậy thì theo bà Nhâm, với cái kinh nghiệm của mình là một người tư vấn du học, thì liệu các bạn học sinh có thể đi du học với cái sự chuẩn bị tài chính trong một năm và sau đó xong đến nơi các bạn sẽ tiếp tục cái chuẩn bị tài chính cho riêng mình mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ hay không? Về mặt nguyên tắc thì tất cả các nước, đa số các nước là cho phép học sinh làm thêm. Ví dụ tại Mỹ chẳng hạn thì cho phép học sinh làm thêm 10 giờ trên một tuần và mức thu nhập trung bình của các em là từ 8 đến 10 đô. Tôi cứ cho tối đa là 10 đô đi, như vậy một tuần cũng chỉ có thể kiếm được 60 đô thôi. Trong khi đó tiền ăn ở bên Mỹ và tiền ở bên Mỹ một tháng ít nhất là khoảng bao nhiêu bạn kia? Vâng, tiền ăn ở một cả tháng. Cả ăn cả ở ít nhất cũng cỡ khoảng, tức là cứ tính một tuần đi, cứ tính theo cái tuần đi. Một tuần các bạn ấy kiếm được khoảng 60 đô. Thì tiền ăn, tiền ở trung bình mà chúng tôi tính cho học sinh bên Mỹ là khoảng 200 trên một tháng. Thì đủ điều kiện sống tạm ổn này. Cái logic thứ hai là ngay cả ở Việt Nam cũng không thể để cho con là tự lo cái năm đầu tiên xong là các năm sau, lo năm đầu tiên xong các năm sau con tự lo. Như thế là rất là bất ổn ngay cả khi mà ở Việt Nam ăn cơm của bố mẹ để mà đi học. Thì những cái hậu quả rất là khôn lường của nó sẽ là gì? Thứ nhất là vì thiếu tiền cho nên bắt đầu từ năm thứ hai là các bạn sẽ phải đi làm liên tục. Đấy. Đi làm mà không đủ tiền thì bắt buộc phải cố để mà làm thêm giờ. Và làm thêm giờ thì vi phạm pháp luật của người ta là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà mình làm nhiều quá thì sinh ra mệt mỏi và không thể học được bài. Không học được bài đương nhiên là cái kết quả nó sẽ kém.
kém thì đương nhiên bị trượt môn. Trượt môn thì cái tiền đi làm thêm lại phải đập vào cái chỗ mà học lại. Thế là nó là một cái vòng luẩn quẩn. Thế cho nên tuyệt đối là không được. Nếu như bạn chỉ có đủ tiền một năm, tốt nhất là bạn nên dừng cái việc học của con ở nước ngoài lại. Bao giờ bạn nghĩ là bạn đủ tiền cho con học cả 4 năm đại học, lúc bấy giờ hãy gửi con đi. Nhiều gia đình thì sẽ cho con cố gắng tìm được một học bổng để đi du học, có thể là học bổng toàn phần chẳng hạn. Vậy thì giả sử trong trường hợp các bạn có được cái học bổng này thì liệu cái học bổng đó có đủ cho các bạn để trang trải trong cái năm học của mình hay không? Thưa bà Nhâm. Thực ra nếu đã là học bổng toàn phần thì tôi nghĩ là đủ. Vì khi người ta cho học bổng toàn phần ấy, thì đồng nghĩa với việc là người ta trả toàn bộ học phí của mình, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Và người ta sẽ cho mình, nó gọi là living allowance, tức là toàn bộ cái chi phí ăn, ở, đi lại. Thậm chí ví dụ như học bổng AUSET của tôi có được ấy, là học bổng toàn phần của chính phủ Úc. Thì người ta trả lúc bấy giờ mức sống của bên Úc là cỡ khoảng 1.050. Thì người ta tính toán và người ta thấy ở mức sinh viên quốc tế như vậy là tốt. Thì thực sự là các anh chị em mà được học bổng cùng với tôi ấy, mọi người chi tiêu rất là khéo, cho nên là về sau mọi người còn tiết kiệm được tiền nữa. Thì tôi nghĩ rằng là học bổng 100% thì là ok, nhưng mà phải rất là cẩn thận với học bổng partial, tức là học bổng là chỉ một phần thôi. Ví dụ 50% học phí thì phụ huynh nghĩ rằng 50% học phí là tốt rồi, cái phần còn lại không đáng là bao nhiêu, cứ cho con đi đi, và không tính trước là cái khoản cần phải trả, tức là 50% học phí còn lại và tiền ăn tiền ở nó là bao nhiêu, thì nó sẽ lại rơi tiếp vào cái câu chuyện là chưa chuẩn bị đủ tài chính. Vì nhiều khi là được miễn 50% nhưng phần còn lại phải trả nó vẫn rất là cao. Còn một cái yếu tố nữa, đó là yếu tố về sức khỏe khi mà các bạn đi du học. Thì không biết là trong những cái quãng thời gian mà Kiên đi du học tại Đức, tại Mỹ, thì Kiên có gặp bất kỳ cái vấn đề gì về sức khỏe của mình hay không? Và ví dụ mình nên có một cái sự chuẩn bị như thế nào cho sức khỏe của mình và cho những cái chương trình bảo hiểm y tế hay bảo hiểm gì đó cho bản thân, để các bạn có những cái sự hỗ trợ tối đa nhất và không gặp phải những cái tình huống mà khó khăn khi mà các bạn đi du học. Bởi vì theo tôi được biết thì cái việc mà những cái chi phí về y tế ở nước ngoài thì cũng khá là đắt đỏ, đúng không ạ? Đối với cái sức khỏe của mình ấy, thì nếu mà mình sang nước ngoài đi du học mà mình không khỏe thì sẽ rất là tốn kém. Vì là ở các nước phát triển thì mặc dù là họ rất là hiện đại ở chỗ là họ yêu cầu tất cả các sinh viên, tất cả học sinh đều phải đóng bảo hiểm y tế, thường là bảo hiểm y tế toàn phần. Đấy, có nhiều trường thì họ cho phép là đóng một kỳ, từng kỳ một, nhưng có nhiều trường là yêu cầu đóng toàn phần cả năm. Thế nhưng mà cái bảo hiểm này thì họ chỉ cover một phần các cái chi phí về sức khỏe của bạn thôi. Kiên lấy ví dụ như là bản thân Kiên lúc sang đó ấy, thì Kiên năm đầu tiên trời ở bên Philadelphia, cái thành phố Kiên đi học, nó quá lạnh và Kiên bị viêm họng, Kiên ốm nằm nhà mất 2 tuần. Thế thì không có một cái bảo hiểm y tế nào mà họ lại cover một cái khoản nhỏ như thế. Đây chỉ là viêm họng thôi, mình phải tự mua thuốc. Thế thì Kiên không tìm hiểu trước và đương nhiên là gặp rất nhiều khó khăn về tìm tự mua thuốc, loại thuốc gì nên uống, hỏi ai mua ở đâu. Đấy, cái này là rất rất khó khăn. Mặc dù không thể có câu trả lời chung cho mọi trường hợp về việc đi du học khi nào là tốt nhất, nhưng các chuyên gia tư vấn vẫn khuyên bạn nên lưu tâm tới các yếu tố về ngôn ngữ, tâm lý và vấn đề tài chính khi cân nhắc xem mình đã nên du học hay chưa. Đối với nhiều trường, yêu cầu đầu vào về tiếng Anh là 5.5 IELTS. Sinh viên có điểm số bài thi từ mức này có thể được xét tuyển vào học. Tuy nhiên, nếu muốn ngoại ngữ của bạn mới chỉ dừng lại ở trình độ đủ dùng như vậy, thì bạn sẽ rất khó khăn trong việc giao tiếp hàng ngày lẫn học trên lớp, nhất là khi học các chuyên ngành xã hội. Thực tế, để tiếp thu được kiến thức bằng ngoại ngữ, sinh viên cần có điểm số bài thi tiêu chuẩn khá cao và có cả vốn từ chuyên môn về ngành mình theo học. Chương trình giảng dạy tại nước ngoài rất coi trọng vai trò của người học. Sinh viên thường phải tự nghiên cứu tài liệu ngoài giờ để đóng góp ý kiến trong những tiết học trên lớp. Một số lượng sách tham khảo rất lớn đòi hỏi bạn phải có kỹ năng đọc và kiến thức nền tảng để kết nối và tổng hợp. Thiếu điều đó, du học sinh dễ cảm thấy mệt mỏi vì phải gắng sức với khối lượng thông tin đồ sộ cần tiếp cận. Về phía gia đình, để việc học tập của con em mình diễn ra tốt nhất trong suốt nhiều năm, cha mẹ cần có một khoản kinh phí đầy đủ,
một số gia đình suy nghĩ theo hướng lo một phần kinh phí, phần còn lại sinh viên sẽ đi làm thêm để trang trải. Nhưng điều này rất khó bởi quy định về làm thêm đối với sinh viên rất nghiêm ngặt. Trường hợp có được việc làm thêm thì nó cũng thường ảnh hưởng đến tâm lý, kết quả học tập, khiến du học sinh đánh mất mục tiêu quan trọng nhất là việc học. Như vậy, để có được đồng thời các yếu tố cần thiết cùng một lúc là điều không đơn giản. Đó là lý do vì sao không phải học sinh nào muốn đi du học cũng nên đi ngay lập tức. Lời khuyên của các chuyên gia lúc này là nếu vào thời điểm chưa thích hợp về điều kiện kinh tế hay vốn ngoại ngữ, bạn vẫn có nhiều sự lựa chọn khác như du học tại chỗ, học đại học trong nước những năm đầu rồi chuyển tiếp. Việc có thêm thời gian chuẩn bị sẽ giúp bạn vững bước hơn và gặt hái được nhiều thành công hơn trong thời gian du học sau này. Khi mà chúng ta chuẩn bị đi du học thì cái yếu tố nào mà chúng ta thực sự là nên cần chuẩn bị kỹ càng và có cái gì mà chúng ta cần phải chấp nhận rằng nó sẽ xảy ra hay nó là những điều có thể xảy ra mà chúng ta không nên quá lo lắng mà nên để cho tương lai nó đến và trả lời. Đầu tiên xin được hỏi ông Stephen. Tôi nghĩ các bạn học sinh nên có những thông tin về thành phố mà các bạn sẽ đến, cụ thể về điều kiện sống, các phương tiện giao thông. Điều đó sẽ tốt hơn là việc bạn đến nơi rồi mới tìm hiểu. Thông thường, kỳ học đầu tiên luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mọi du học sinh. Điều đó đã xảy ra với bản thân tôi. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn là đừng quá lo lắng, hãy sắp đặt và để mọi thứ dần đi vào quy lát. Tiếp theo, bạn nên lưu tâm đến các môn học và việc phân bổ thời gian. Ví dụ như tôi học 5 môn trong kỳ đầu tiên, mỗi ngày tôi chú tâm vào một môn thay vì tôi học cả 4-5 môn mỗi ngày. Hãy đưa ra những nguyên tắc và tuân thủ. Đây là điều quan trọng. Bạn nên có những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy sốc về khoảng thời gian mà một số du học sinh dành cho việc học tập. Họ học 10 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Theo tôi, bạn nên dành ít nhất một ngày nghỉ mỗi tuần, hoàn toàn tách biệt với việc học. Điều này sẽ làm bạn thấy thoải mái hơn khi quay lại với việc học tập vào tuần tiếp theo. Điểm khác nữa mà tôi cũng muốn lưu ý các bạn, đó là nhiều sinh viên khi du học thường hay trò chuyện với sinh viên của nước mình. Ví dụ như sinh viên Việt Nam mới sang Úc thường chơi với các bạn Việt Nam. Đây là điều tự nhiên bởi họ có chung tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ của bạn. Thay vào đó, hãy tìm những cơ hội để thực hành ngoại ngữ. Sẽ là không nên nếu kết quả sau bao năm du học đó là bạn nói tiếng Việt vẫn tốt hơn nhiều. Thế còn về trường hợp bạn Kiên thì sao? Theo bạn? Các bạn sinh viên nên có sự chuẩn bị như thế nào? Đối với trường hợp của Kiên ý, thì Kiên chỉ, nếu mà được khuyên các bạn trẻ thì Kiên sẽ chỉ nói là mình chuẩn bị tất cả những cái thứ ngoài việc học nữa, là chỗ ở đấy, ăn như thế nào, ở như thế nào, đi lại như thế nào, mình hiểu văn hóa địa phương thì cuộc sống của mình nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Qua những lời khuyên này thì tôi hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ có một cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn và sẽ tự tin hơn rất nhiều cho cái hành trang du học của mình. Xin được cảm ơn các vị khách mời rất nhiều về một cái buổi trò chuyện với những cái thông tin rất là thú vị, những cái chia sẻ từ những kinh nghiệm cá nhân rất là quý giá mà không phải lúc nào các bạn cũng nghe được từ chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình đã hết và hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay các bạn có thể tự tin trả lời rằng có, tôi đã sẵn sàng đi du học. Và nếu các bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề đi du học của mình, hãy gửi thư đến địa chỉ cửa sổ du học htv@gmail.com. Các bạn cũng có thể xem lại chương trình ngày hôm nay và các chương trình khác của chúng tôi trên trang web www.hanoitv.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.